Văn học vốn được biết là môn học dễ gây buồn ngủ, nhàm chán, nhưng không thể phủ nhận tầm quan trọng của môn học này đối với học sinh, bởi nó luôn là môn học được sử dụng nhiều nhất trong các kỳ thi. Có lẽ đơn giản chỉ vì bị ám ảnh với môn học này mà nhiều bạn học sinh đã từng nảy ra những ý nghĩ đó rất dị để giúp môn học này trở nên bớt nhàm chán và dễ tiếp thu hơn. Mới đây, hình ảnh những trang vở văn đậm chất hội họa được một tài khoản chia sẻ trong một nhóm lớn về trường học chiếm được sự khá nhiều sự chú ý. Không phải những trang giấy chỉ toàn chữ như tầm thường thấy, cuốn vở ghi chép môn văn của Bích Trâm, học sinh lớp 12 đã được diễn giả một cách cẩn thận, khoa học. Loạt tiêu đề của các thành quả văn học đều được chăm chút bởi những hình ảnh minh họa sinh động. Là một người thích sáng sủa tạo nên, nữ sinh này đã nắn nót hô biến cuốn vở văn của mình thành một thành quả hội họa bắt mắt khiến ai xem cũng gật gù thích thú. Ác hẳn với lý lẽ học văn như thế này, nhiều học sinh sẽ không còn thấy nhàm chán với môn học này nữa. Ảnh Phan Thị Bích Trâm. Sau khi đăng tải, những bức hình chụp lại tiêu đề của các văn bản dạng trong trang vở gấp rút chiếm được hàng nghìn lượt like và cơn mưa lời khen dành cho chủ nhân những cuốn tập này. Không ít người phải suýt xoa trầm trồ với nét vẽ hết sức sáng sủa tạo, và dường như ai cũng cảm thấy nếu học văn đúng cách thật ra lại lôi cuốn và đầy tính nghệ thuật đến vậy. Đúng là nhìn có hứng học liền mà. Tự nhiên nhìn bức vẽ của bạn mà thèm học văn dã man. Đây là lý do các bạn nữ mang nhiều bút tới lớp nè. Đẹp quá, nhìn cái tiêu đề thôi đã muốn nắn nốt học theo rồi, thế này ai còn nói học văn nhàm ha. Dù là ý nghĩ đó ghi chép môn văn rất dị như các bạn học sinh có năng khiếu diễn giả hay bất kể cách học nào khác, thì có lẽ chính sự sáng sủa tạo mỗi ngày của bạn dạng thân trong phương thức học tập, các bạn học sinh sẽ không phải bắt gặp gian truân trong việc học nữa. Mỗi bài là một màu sắc, một vài nét vẽ minh họa khác biệt nhé. Ảnh Phan Thị Bích Trâm.